Kể từ khi nổi danh cùng Santos rồi chuyển đến Barcelona và sang PSG, những tố chất của Neymar khiến người ta đánh giá tuyển Pele sẽ trở thành cái tên phá vỡ được thế thống trị của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Rồi thời gian trôi qua, Neymar giờ đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bước lên tầm cao của hai siêu sao bóng đá đương đại. Ngoài cái giá 222 triệu euro được Paris Saint-Germain thổi lên, chính vì thế người ta cho rằng Neymar sẽ không bao giờ đạt đến đẳng cấp của Messi, và đây là 5 lý do. Thiếu chuyên nghiệp. Khi quyết định rời Barca, Neymar muốn thoát khỏi cái bóng của Lionel Messi và phần nào là Cristiano Ronaldo, người khi ấy còn ở Real Madrid và có ảnh hưởng lớn đến La Liga, mơ vị thế số 1 ở đội bóng mới cũng như hướng đến quả bóng vàng. Nhưng Neymar chưa bao giờ thể hiện phong độ cao nhất ở PSG, như khi anh bùng nổ cùng Barca giành cú ăn 3 mùa 2014-2015. Ở PSG, Neymar không tôn trọng ai, anh cãi nhau với đồng đội và giành quyền đá phạt đền của Edinson Cavani. Chưa hết, Neymar có nhiều hợp đồng với các đối tác nên thường xuyên thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp bằng cách nghỉ tập để tham dự các sự kiện thời trang ở Paris và nhiều nước châu Âu. Những sự kiện lớn ở Brazil cũng hiếm khi vắng mặt Neymar. Vì nắm trong tay hợp đồng đại sứ cho World Cup 2022 với Qatar, anh không ngại phía ban lãnh đạo PSG. Quay trở lại năm 2010, trong trận đấu giữa Santos và Atletico Joanes, Neymar mang về cho đội nhà một quả penalty và muốn thực hiện nó. Tuy nhiên, huấn luyện viên Dorival Junior của Santos chỉ định một cầu thủ khác đá phạt. Neymar quẳng bóng xuống sân, buông ra những câu tục tiểu hướng về huấn luyện viên. Suốt thời gian còn lại của trận đấu, cầu thủ 17 tuổi khi ấy chơi vô kỷ luật như treo người tất cả. Việc vô kỷ luật thiếu chuyên nghiệp trên sân cỏ là một trong những lý do quan trọng nhất khiến ngôi sao Brazil chưa thể vươn tới đẳng cấp như đàn anh Lionel Messi. Tiệc tùng thâu đêm. Neymar, như nhiều ngôi sao Brazil khác, nổi tiếng với thói quen tiệc tùng. Những hình ảnh trên mạng xã hội của anh là quá đủ để minh chứng. Neymar rất hay bù khú cùng bạn bè và các ngôi sao, bất chấp lịch thi đấu dày đặc. Lối sống chơi bời ngoài đời chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phong độ trên sân đấu. Hồi tháng 2 vừa qua, chân sút PSG còn khiến cho hàng xóm tức giận vì những bữa tiệc quá ồn ào, đến nỗi phải gọi cảnh sát vì không chịu nổi. Chuyện là Neymar đã tổ chức sinh nhật lần thứ 31 tại nhà với dàn âm thanh được mở lớn hết công suất, và điều ấy đã khiến cho hàng xóm xung quanh vô cùng bất bình. Họ bức xúc đến nỗi lập hẳn một nhóm Facebook để mà xả giận liên quan đến những bữa tiệc không coi người xung quanh ra gì của tiền đạo Brazil. Một số cư dân Pogivan được cho là đã phải gọi cảnh sát can thiệp, nhưng mà cũng không ăn thua. Neymar cùng những người bạn tiếp tục quậy tưng bừng, kéo dài đến gần 12 giờ đêm mới ngừng. Thử so sánh với Messi để thấy Neymar chơi bời thế nào. Messi là một người đàn ông của gia đình đích thực. Ngoài thời gian thi đấu và tập luyện, mơ dành thời gian cho gia đình. Trong khi đó, Neymar thường xuyên phá sức với những buổi tiệc tùng đúng chất giới cầu thủ xứ Samba. Neymar có vẻ giống đàn anh Ronaldinho hơn. Rô vũ khiến bất kỳ ai cũng phải yêu, nhưng mà sự nghiệp đỉnh cao của anh chỉ kéo dài được 10 năm đầu vì thói ăn chơi. Hy vọng Neymar sẽ học được nhiều bài học từ người đồng hương. Chưa gặp được người thầy đúng đắn. Messi được Frank Rijkaard dìu dắt và sau đó là Pep Guardiola trong những ngày chập chững bước vào sự nghiệp. Pep Guardiola thậm chí sẵn sàng loại bỏ Ronaldinho hay Zlatan Ibrahimovic để giúp Messi có những bước thăng tiến trong sự nghiệp. Những huấn luyện viên huyền thoại đã biến những cầu thủ lớn thành huyền thoại. Neymar thì không có cơ hội được làm việc cùng những huấn luyện viên như thế, và hẳn nhiên anh cũng bị tác động rất nhiều. Trong 4 năm đầu sự nghiệp, Neymar đã trải qua 9 đời huấn luyện viên ở Santos. Đến Barcelona, anh làm việc cùng Gerard Martino và Luis Enrique, nhưng đó chỉ là những mối quan hệ đơn thuần chứ không đặc biệt như Messi và Pep. Và ở PSG cũng thế, việc không có một huấn luyện viên lớn dìu dắt và ủng hộ hết mình chính là một điều bất lợi đầu tiên của Neymar so với Messi. Trên con đường vươn tới thành công, anh hầu như phải tự bước một mình. Thường xuyên chấn thương. Với lối đá hoa mỹ, phô diễn khả năng kỹ thuật thượng thừa, Neymar thường xuyên là đối tượng bị cầu thủ đối phương chơi xấu, dẫn đến những chấn thương không mong muốn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến thành tích của Neymar cũng như là con đường vươn tới siêu sao xuất sắc nhất thế giới của tiền đạo Brazil này. Mới đây, trong trận đấu thuộc vòng 24 Ligue 1, PSG và Lille ở phút 51 khi Neymar dính chấn thương nặng. Trong nỗ lực tranh chấp bóng ở giữa sân, tiền đạo 31 tuổi người Brazil va chạm mạnh với Benjamin André và bị bẻ gập cổ chân phải. Pha quay chậm cho thấy cổ chân của Neymar đã biến dạng gần như gập vuông góc. Chính vì vậy mà tiền đạo số 10 tỏ ra cực kỳ đau đớn. Anh bật khóc nức nở ngay trên sân và ôm chặt lấy cổ chân phải. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Neymar cố gắng đứng dậy nhưng mà không thành công. Sau cùng tiền đạo này phải nằm cản rời sân. Với chấn thương này, Neymar nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu dài hạn, đồng nghĩa bỏ lỡ trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich. Tại giải đấu lớn nhất hành tinh World Cup, nơi để các cầu thủ thể hiện mình, Neymar cũng không ít lần dính chấn thương. Còn nhớ ở World Cup 2014 được tổ chức tại chính Brazil, ở trận tứ kết gặp Colombia, Neymar đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở lưng sau một pha va chạm.
Chấn thương đó đã nặng đến mức Neymar từng thừa nhận anh có thể phải ngồi xe lăn suốt đời nếu pha va chạm dịch lên khoảng 2cm. Chính chấn thương kinh hoàng đó đã khiến Neymar phải chia tay World Cup trên quê nhà. 4 năm sau, tại World Cup 2018, Neymar cũng là mục tiêu chăm sóc của các hậu vệ đối phương. Ở trận vòng bảng gặp Thụy Sĩ, Neymar bị phạm lỗi tới 10 lần và anh cũng là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Nga. Tại World Cup 2022 mới đây, Neymar đã phải rời sân ở phút 80 sau pha vào bóng quyết liệt của Nikola Milankovic bên phía Serbia ở lượt trận đầu tiên vòng bảng. Đồng đội. Những người đồng đội thường đóng vai trò lớn đến thành công của một cầu thủ. Messi trưởng thành từ lò La Masia bên cạnh những anh lớn như Carles Puyol, Xavi và học hỏi được rất nhiều từ siêu sao như Ronaldinho. Neymar muốn thoát khỏi cái bóng của Messi, nhưng mà phải thừa nhận rằng ở Barca, anh sẽ có những người đồng đội chất lượng hơn là ở PSG hiện tại. Ở Paris, bạn thân nhất của Neymar là Dani Alves và Thiago Silva, những người đã ở bên kia sườn dốc và không còn nhiều khát khao. Tất nhiên anh vẫn có những đồng đội chất lượng như là Verratti, Mbappe và Edinson Cavani, nhưng mà mối quan hệ giữa họ lại không tốt. Neymar đã không tận dụng được hết lợi thế từ những đồng đội đẳng cấp và có thể anh sẽ không phát huy hết tiềm năng của mình. Tâm lý kém. Được xem là một ngôi sao lớn nhưng mà tâm lý của Neymar lại không ổn. Ngôi sao PSG và tuyển Brazil được mệnh danh là cầu thủ màu nước mắt nhất của làng bóng đá thế giới. Neymar thường xuyên bị chỉ trích vì tạo ra quá nhiều cảm xúc cá nhân sau khi đội bóng của mình không giành được kết quả thuận lợi. Hồi tháng 6 năm 2022, số liệu thu thập của Bonus Finder đã chỉ ra điều đó là đúng khi Neymar là cầu thủ thường xuyên bày tỏ cảm xúc tồi tệ nhất trong các trận đấu. Số liệu nghiên cứu của Bonus Finder được thực hiện bằng cách thống kê số trận đấu quan trọng mà cầu thủ thi đấu, bao gồm trận cuối cùng trước khi giải nghệ, vòng loại trực tiếp các giải đấu châu Âu và quốc tế, các trận chung kết. Các cầu thủ được xếp hạng từ cảm xúc nhiều nhất đến ít nhất dựa trên số lần rơi nước mắt của họ. Và không ai khác, chính Neymar, người đứng đầu bảng xếp hạng rơi nước mắt đó. Một minh chứng điển hình, sau khi bị loại ở tứ kết World Cup 2022, Neymar đã lên tiếng trên mạng xã hội. Siêu sao Brazil thừa nhận là vẫn thực sự đau đớn sau trận đấu mà anh cho là khiến anh đau nhất trong sự nghiệp. Tôi bị hủy hoại về mặt tâm lý, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là thất bại khiến tôi tổn thương nhất, khiến tôi tê liệt trong 10 phút và sau đó tôi đã òa khóc, không thể kiểm soát được. Thật không may, nó sẽ khiến tôi đau đớn trong một thời gian. Chúng tôi đã chiến đấu đến cuối cùng và tôi tự hào về các đồng đội của mình vì tôi không thể làm hỏng lời cam kết với họ. Các đội bóng xứng đáng, chúng tôi xứng đáng, Brazil xứng đáng, N10 viết. Neymar là một cầu thủ xuất sắc, nhưng mà thói quen ăn chơi không tập trung, nâng tầm bản thân cùng với những lý do chủ quan và khách quan khác khiến sự nghiệp của anh chưa thể cất cánh cao hơn. Kết quả là anh không có được sự thăng hoa cần thiết và có lẽ còn lâu nữa, thậm chí là anh không thể có cơ hội chạm tới đẳng cấp của Messi khi giờ đây anh đã ở tuổi 31. Theo bạn còn lý do nào khác không? Chia sẻ suy nghĩ ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.